gì? Ba. Ừ. Buồn ngủ à? Có buồn ngủ không? Hả? Buồn ngủ không? Cái ghe là chở gì? Trái gì? Cụ thể là trái gì? Cái dừa, đúng rồi. Dừa trái á. Dừa trái là mình uống á. Dừa nước là cái cây, cái bụi dừa nước nó mọc ở dưới nước. Ơi cano quá, cano gắn máy chạy dưới nước được. Bây giờ nghe.